Xin kính chào quý vị và các bạn. Vào khung giờ quen thuộc, chúng tôi rất vui lại được gặp lại quý vị trong chương trình Chào buổi tối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Và chương trình ngày hôm nay, mùng 3 tháng 7, tôi là Thanh Huyền. Còn tôi là Đan Lê, sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý. Lãnh đạo quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng giải thích việc để tham dự lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn, mỗi chủ trâu phải đóng số tiền là vài chục triệu đồng. Chuyện tối nay sẽ bàn về đề xuất bắt đầu giờ làm việc từ 9 giờ sáng thông qua những trải nghiệm của người đã có thời gian sống và làm việc ở nước ngoài. Một nhà bình luận tại Ả Rập Xê Út bị quốc vương nước này đình chỉ công việc vì những lời xu nịnh quá đà. Thưa quý vị, sự cố trâu trọi hốc chết chủ nuôi có thể coi là một cú sốc vô cùng lớn đối với người dân Đồ Sơn, Hải Phòng. Bởi với họ, lễ hội chọi trâu từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tâm linh. Chọi trâu không chỉ đơn thuần là hai con trâu chọi nhau mà đã trở thành tục lệ tín ngưỡng độc đáo ở vùng đất duyên hải này, gắn với tục thờ cúng thủy thần và tục hiến sinh thể hiện tinh thần thượng võ của người dân ven biển miền Bắc. Cũng vì những nét đẹp và ý nghĩa văn hóa đó mà lễ hội chọi trâu đã được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Do đó mà việc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị xem xét dừng lễ hội này đã khiến người Đồ Sơn chưa kịp vượt qua cú sốc này đã phải đối mặt với một cú sốc khác. Ở Đồ Sơn có rất nhiều người đam mê, nhiệt huyết và hết lòng với hội chọi trâu truyền thống. Họ thậm chí còn được công nhận là nghệ nhân dân gian. Sau đây xin mời quý vị cùng gặp gỡ với một nghệ nhân như thế, được coi là có công góp phần khôi phục lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, để nghe ông chia sẻ về sự cố vừa qua, cũng như là về thông tin trâu húc chủ do đã được dùng chất kích thích. Thưa ông ạ, là một trong những người mà có công sức rất lớn trong cái việc góp phần khôi phục lại cái lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, thì ông nghĩ sao trước cái đề nghị của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về cái việc mà có thể dừng tổ chức lễ hội này ạ? Tôi, câu hỏi của chị tôi rất là ngạc nhiên. Tôi muốn biết được cái người mà ý kiến đề xuất dừng ấy là họ ở cái vị trí nào và cái tầm nhận thức về văn hóa dân tộc họ ra sao mà họ làm văn hóa này, có họ nêu ý kiến này chứng tỏ họ chẳng hiểu gì, họ u tối về cái vấn đề văn hóa dân tộc. Vâng ạ, có thể thấy là cái sự việc mà xảy ra tại cái vòng loại lễ hội chọi trâu hôm nay là một cái sự việc rất là hy hữu, và tôi cũng nghĩ là không thể vì một cái sự việc hy hữu này mà có thể là bỏ đi một cái lễ hội truyền thống rất là lâu đời của dân tộc. Và từ cái kinh nghiệm của ông, từ bản thân của một người mà đã tham gia cái lễ hội chọi trâu này rất là nhiều năm rồi, thì ông đánh giá đâu là nguyên nhân gây ra cái sự việc này ạ? Cái anh Đinh Xuân Hướng đấy, năm nay mới là anh đầu tiên nhé đứng trên chọi trâu nhé, đứng trên trâu nhé. Cái con trâu được xuất xứ của anh gọi là tám cụt, cứ gọi là cái tám cụt đi. Bán con trâu này cho cái anh Nguyễn Huệ, như lịch sử của anh Nguyễn Huệ, cái năm kia anh cũng có mua trâu để tham gia lễ hội, nhưng khi trâu thua về thì anh lấy gạch ấy, anh đập đầu đánh con trâu rất dã man, là lý do không chọi, lý do thua. Thế nó đụng đến, xúc phạm đến tâm linh đấy, thì cấp phường người ta đã không cho anh ấy như thế là chơi trâu nữa. Thế nhưng năm nay vì vậy cho anh phải chung để cái anh Đinh Xuân Hướng đấy đứng tên. Thế khi anh Đinh Xuân Hướng đứng tên trâu thì con trâu sinh điền, trâu sinh bệnh ngay. Con trâu người ta vẫn chăn dắt bình thường, vẫn nuôi cỏ bình thường, vẫn ăn uống bình thường. Dạ vâng, đấy là một trong những nguyên nhân mà được cho là liên quan đến yếu tố tâm linh. Vậy thì với một cái nguyên nhân khác, khi mà có thông tin cho rằng là các chủ trại trâu thì có thể là sử dụng những cái thuốc kích thích cho cái con trâu nuôi của mình, vậy thì thưa ông, có hay không cái việc làm này ạ? Trước đây là có đấy. Những cái năm trước đây là họ có dùng kích thích, là phải trước họ cá cược với nhau bằng tiền trăm cơ, tiền chục triệu cơ. Thì những cái người mà họ cá cược đấy thì họ không cần giải, không cần hội, họ chỉ cần kích thích, họ được cái khắp đấy là họ thắng cuộc thôi. Nhưng mà từ đó họ cũng thất bại, cái giá trị tâm linh thì không ai dám làm nữa, thì từ lâu rồi không ai dám kích thích nữa. Vâng, được biết là những năm gần đây thì với mỗi chủ trâu mà muốn tham gia lễ hội chọi trâu thì sẽ phải đóng góp cho phường một số tiền khá là lớn, có thể là lên đến vài chục triệu đồng. Thì năm nay ông có trâu tham dự trong lễ hội này thì số tiền cụ thể mà ông phải đóng cho lễ hội năm nay là bao nhiêu tiền ạ? Phải đóng cho phường 60 triệu một đầu trâu. Cái tiền đấy bên phường có lý giải là để làm gì không ạ? Thì để tổ chức lễ hội, người ta lý giải để tổ chức lễ hội, để đóng góp vào đình, người ta nghĩ, chính quyền ta nghĩ là nhiều cách để người ta thu tiền. Một lễ hội có bao nhiêu con trâu ạ? Nếu 32 con trâu. Thế mà cấp phường thu mỗi đầu trâu 25 triệu, nó ít nhất bình quân thôi thì có 800 triệu. Còn cấp quận ấy, người ta bán vé đấy,
và tài trợ đấy có 3 tỷ. Thời gian gần đây thì sự can thiệp của cơ quan quản lý trong việc mà tổ chức các cái lễ hội truyền thống ở các địa phương thì đã phần nào làm cho các cái lễ hội truyền thống bị thương mại hóa. Và thưa ông, điều này có xảy ra ở lễ hội Chợ Châu Đồ Sơn hay không? Và thưa ông, nếu có thì cụ thể nó là gì ạ? Bây giờ có hội đồng nhân dân, các phường có quản lý nghị quyết của hội đồng đâu? Tôi đang hỏi đấy. Bây giờ quốc kế dân sinh tất cả có nghị quyết của hội đồng nhân dân, có dân rồi. Thế đâu làm gì có nghị quyết, ai cho phép họ đánh thuế vào đầu trâu giết mổ năm nay là 4,5 triệu, một cái chuồng đấy 1 triệu, thế ai cho phép? Nó cứ cậy quyền, nó muốn đặt thế nào phải chịu thôi, phải chấp nhận thôi. Trời ơi, tôi bức xúc lắm, dân tỉnh bức xúc lắm mà không sao được. Vâng, có lẽ là một số quý vị khán giả đã nhận ra nghệ nhân dân gian Đinh Đình Phú trong câu chuyện vừa rồi chính là ông Phú Đồ Sơn, nổi tiếng một thời. Ông được người dân cả nước biết đến với vai trò là người kiên trì đấu tranh đưa vụ tham nhũng và chia chác đất đai đầy tai tiếng của các quan chức thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng trước đây ra ánh sáng. Và nay với tâm huyết của một cựu đại tá an ninh hết lòng với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, ông Phú cũng muốn làm rõ những vấn đề không minh bạch và sự sai lệch trong công tác tổ chức để trả lại cho lễ hội Chợ Châu giá trị truyền thống vốn có của nó. Đúng là chúng ta không thể vì sự bất cập của con người mà xóa bỏ đi những giá trị văn hóa lâu đời. Mà ở đây, lễ hội Chợ Châu còn là một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Điều phải thay đổi sau khi sự cố vừa xảy ra đó là phải trả lại lễ hội cho người dân thay vì chính quyền đứng ra tổ chức và làm chủ như hiện nay. Chỉ khi nào cộng đồng đã sản sinh ra lễ hội, tự mình tổ chức lễ hội thì lúc đó lễ hội mới được tổ chức điều hành một cách hợp lý, an toàn như cha ông ta đã từng làm từ hàng trăm, hàng nghìn năm nay. Và thưa quý vị, thông tin là mỗi chủ trâu phải đóng từ 25 đến 70 triệu đồng, thậm chí là còn nhiều hơn thế mới có được một suất cho trâu vào sới, chắc chắn là sẽ khiến nhiều người bất ngờ. Dù rằng là với người dân Đồ Sơn thì từ lâu đây đã trở thành một quy định bất thành văn. Tại sao lại có khoản thu kỳ lạ này? Thu rồi thì ai quản lý và số tiền lớn như vậy sẽ được sử dụng ra sao? Chúng tôi đã liên hệ qua điện thoại với ông Hoàng Xuân Minh là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng để có câu trả lời. Ông Minh xác nhận là năm nay thì việc mỗi chủ trâu phải đóng từ 25 đến 70 triệu đồng cho một suất dự lễ hội là hoàn toàn có thật. Mức đóng nhiều hay ít tùy theo chỉ tiêu số lượng trâu tham dự của mỗi phường. Nếu suất tham dự càng ít thì tiền đóng càng nhiều. Tuy nhiên, theo Chủ tịch quận Đồ Sơn, việc đóng tiền dựa trên cơ sở tự nguyện chứ không bắt buộc. Số tiền này sau đó sẽ do bộ phận quản lý lễ hội ở phường đó quản lý. Tiền có thể được sử dụng để tái đầu tư cho hoạt động tổ chức lễ hội hoặc là xây dựng công trình công cộng ở địa phương. Ông Minh cũng cho biết, năm 2016, thịt trâu vô địch được bán với giá là khoảng 6 triệu đồng một kg. Từ lâu, người dân Đồ Sơn vẫn coi lễ hội Chợ Châu là một tập quán tâm linh. Bởi vậy, họ không tiếc tiền bạc, thời gian và tâm sức để tìm mua, chăm sóc và huấn luyện trâu trọi. Đó là chưa kể họ còn phải đóng tiền để có suất cho trâu tham gia lễ hội. Theo một người dân đã nhiều năm nuôi trâu trọi ở Đồ Sơn, thì việc để có một ông trâu tham gia lễ hội, người nuôi phải tốn một số tiền rất lớn. Cụ thể, sau lễ hội, các chú trâu phải ngay lập tức tìm mua một chú trâu trọi để chuẩn bị cho năm sau. Để mua được một chú trâu khỏe mạnh, dũng mãnh, sừng lớn, cung sừng lượn cong, người Đồ Sơn phải chi từ 100 đến 150 triệu đồng. Việc chăm sóc trâu trọi cũng vô cùng tốn kém khi mỗi tháng khẩu phần ăn của trâu hết khoảng từ 3 đến 5 triệu đồng. Một tháng bao gồm cỏ voi, cỏ mần trầu, mía, cây ngô, thậm chí để tăng trưởng sức khỏe cho trâu, chủ nuôi phải mua cả mật ong và mật gấu để cho trâu ăn. Như vậy, tiền nuôi trâu là khoảng 30 đến 5 triệu đồng, 50 triệu đồng. Đó là chưa kể chủ trâu phải đóng một số tiền từ 25 đến 70 triệu đồng tùy năm và tùy phường để trâu được vào sới thi đấu. Số tiền này có thể tăng lên hơn 100 triệu đồng nếu tỷ lệ cạnh tranh cao, bởi mỗi phường chỉ có 4 suất trâu tham gia lễ hội. Ngoài ra, người nuôi trâu còn phải chi thêm các khoản như tiền cúng lễ, tiền sân bãi rất tốn kém. Vâng, bỏ ra một số tiền rất lớn đến như vậy, với không ít người thì có thể coi đó là cả một cơ nghiệp và để có thể có một con trâu trọi ra sới và sẽ khiến cho nhiều người thắc mắc là đổi lại thì chủ trâu sẽ được gì? Liệu có phải là để bán thịt trâu với giá cao vài triệu đồng một kg hay không, khi mà trâu vô địch thì cũng chỉ nhận được giải thưởng là 100 triệu đồng? Câu trả lời là không. Có lẽ là không một người Đồ Sơn nào nuôi trâu trọi nghĩ đến việc bán thịt với giá cao. Bởi với người dân ở vùng biển này thì Chợ Châu là một lễ hội tâm linh và họ sẵn sàng đầu tư tiền để lễ hội được duy trì như một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của cộng đồng.
Chỉ có điều gần đây do công tác tổ chức mà lễ hội này đã có nhiều sai lệch, là biểu hiện của sự thương mại hóa. Nhà nghiên cứu văn hóa Trần Lâm Biền cho rằng điều cần cấm là những biến tướng, những hành vi lệch lạc xa rời ý nghĩa gốc của lễ hội, chứ không phải là cấm toàn bộ việc tổ chức lễ hội. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh Kon Tum, 3 ngày qua, nhiều trang mạng xã hội lan truyền thông tin tiêu cực của một thành viên tự giới thiệu là người trực tiếp tham gia cứu nạn trong vụ tai nạn này đã được xác định là có nguy cơ bị phơi nhiễm HIV khi một nạn nhân là người có H. Thanh niên này cho biết anh rất bức xúc về cách đối xử của nhân viên y tế khi cho rằng anh phải trả tiền thì mới có được thuốc kháng virus ARV. Ngày hôm nay, Bộ Y tế đã lên tiếng về sự việc này. Trao đổi với phóng viên VTC, ông Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS cho biết, đúng là có việc người dân tham gia hỗ trợ cứu nạn bị thu tiền thuốc ARV, nhưng số tiền thu không phải là 5 triệu. Nếu theo đúng quyết định số 265-2003 của Thủ tướng Chính phủ, thì việc thu tiền không sai. Tuy nhiên, đây là trường hợp đặc biệt nên Cục đã có chỉ đạo không thu tiền. Nếu đã thu thì trả lại cho người dân, đồng thời có những giải thích hợp lý cho người dân hiểu. Trả lời câu hỏi của Chào buổi tối là việc thu tiền diễn ra trước hay sau khi Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Kon Tum nhận được công văn của Cục Phòng chống HIV/AIDS yêu cầu miễn phí thuốc ARV đối với 7 người dân. Ông Cảnh khẳng định việc bán thuốc diễn ra trước. Ông Cảnh cho biết thuốc ARV dù không được bán rộng rãi ngoài các hiệu thuốc nhưng loại thuốc này khá rẻ, tính ra chi phí điều trị mỗi năm chỉ khoảng 2 triệu đồng. Ngày 2 tháng 7, một người đàn ông ở tại Biên Hòa, Đồng Nai đã tạt axit 4 người khác, khiến tất cả phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân của vụ tấn công được cho là bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân, còn hậu quả trước mắt là một nạn nhân có nguy cơ bị mù. Nạn nhân có nguy cơ bị mù là Giáp Thị Mỹ Trinh, sinh năm 1994, cũng là người bị thương nặng nhất. Các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nạn nhân này bị thương 2%, độ sâu vùng ngực, vai mặt. Axit khiến cho giác mạc của Trinh bị bỏng sâu, tiên lượng rất xấu. Nếu may mắn không bị mù thì cũng sẽ suy giảm thị lực. Hiện tại các bác sĩ đang dùng phương pháp tiêm máu tự thân và dùng nước mắt nhân tạo để cứu đôi mắt của cô gái. Ngoài ra bố đẻ, em gái và chồng sắp cưới của Mỹ Trinh cũng bị bỏng axit và điều trị ở cùng bệnh viện. Hiện sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định. Trước đó vào chiều qua 2 tháng 7, ông Lê Văn Hào tại Biên Hòa, Đồng Nai có mâu thuẫn và dùng quả dừa ném vào chị Giáp Thị Mỹ Trinh. Sau đó chị Trinh lại gọi chồng chưa cưới và người nhà đi tìm ông Hào để giải quyết mâu thuẫn. Ông Hào đã dùng can axit cất sẵn trong nhà, vốn dùng để gia công đồ gỗ tạt về phía đám đông, khiến 4 người trong gia đình chị Trinh bị thương và nhập viện cấp cứu. Ấn Độ có lẽ là một trong những quốc gia xảy ra nhiều vụ tạt axit nhất. Thủ phạm của các vụ này thường là đàn ông, nhằm trả thù chuyện tình cảm hoặc là tranh chấp đất đai. Một phụ nữ 35 tuổi tại quốc gia này tuy may mắn sống sót sau một vụ hiếp dâm tập thể và 4 vụ tấn công bằng axit, nhưng lại vừa bị tạt axit thêm một lần nữa dù được công an bảo vệ. Cảnh sát cho biết trong lần mới nhất này, người phụ nữ ở bang Uttar Pradesh đã bị tấn công ở bên ngoài một nhà trọ dành cho phụ nữ ở Lucknow trong lúc lấy nước từ một chiếc bơm tay. Người phụ nữ 35 tuổi này đã được cảnh sát bảo vệ 24/24 kể từ sau các vụ tạt axit trước đây liên quan tới một vụ tranh chấp đất đai. Tuy nhiên, tai nạn vẫn xảy ra. Cô bị cưỡng hiếp tập thể và tạt axit lần đầu tiên vào năm 2008. Và tiếp đó thì hai gã đàn ông lại tiếp tục tấn công cô bằng axit vào năm 2012 và 2013. Mục đích của chúng là muốn gây áp lực buộc nạn nhân phải rút lại lời tố cáo. Hai kẻ này chuẩn bị phải ra tòa nhưng được tại ngoại vào tháng 4. Đến tháng 3 năm 2017, khi đang đi tàu hỏa cùng với con gái, cô bị tấn công axit lần thứ tư. Trong lần đó, cô còn bị ép phải uống axit. Được biết hai kẻ gây án tuy phải đối mặt với việc xét xử nhưng cuối cùng vẫn được thả nhờ bảo lãnh vào tháng 4 vừa qua. Thưa quý vị, một thông tin mà khá nhiều người quan tâm đó là từ đêm qua tới hôm nay, hàng loạt tài khoản Facebook của những người liên quan tới vụ Hoa hậu Phương Nga hầu tòa với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của doanh nhân Cao Toàn Mỹ đã bị đánh sập. Sự việc khiến không chỉ những người trong cuộc mà còn khiến dư luận bất ngờ và khó hiểu, dù rằng bản thân vụ án Phương Nga Cao Toàn Mỹ cũng đã được xem là vô cùng kỳ lạ, với nhiều tình tiết không ai nghĩ tới. Trước khi bị đánh sập, trang cá nhân của luật sư Nguyễn Kiều Hưng từng bị một tài khoản khác cùng tên mạo danh, gửi kết bạn khắp nơi. Dù đã cảnh báo bạn bè, nhưng 6 giờ sáng nay, Facebook của anh chính thức bị mất. Bà Mai Phương là mẹ của Hoa hậu Phương Nga, anh trai của bị cáo Thùy Dung trong vụ Phương Nga cũng bị. Rồi luật sư Vũ trong vụ Phương Nga cũng bị. Đến bây giờ thì Facebook mình bị đánh sập thì tôi thấy rằng đó là một cái hành vi nó rất là nghiêm trọng.
Điểm chung của hàng loạt những Facebook bị đánh sập là đều có mối liên hệ mật thiết tới vụ án Phương Nga, đặc biệt là với các luật sư. Họ chỉ dừng lại ở mức chia sẻ quan điểm chứ không nói về nội dung vụ án. Như luật sư Nguyễn Văn Quynh, người duy nhất chưa bị tấn công trang cá nhân nhưng cũng đang trong tâm thế thấp thỏm. Sự thật là tất cả những người liên quan đến Phương Nga, người thân rồi các luật sư đang bảo vệ Phương Nga thì đang bị tấn công. Trong trường hợp mà là người mà bị đánh sập tiếp thì thật sự sự việc nó rất là nghiêm trọng. Còn trong cái quá trình hoạt động của tôi thì đến thời điểm này chưa bao giờ tôi bị. Vụ án gây cấn có dấu hiệu xâm phạm tư pháp, hiện đang trong giai đoạn tố tụng và nay đang xâm phạm đến cả quyền cá nhân của những nhân vật liên quan. Tất nhiên chưa thể biết chủ mưu của kẻ dàn dựng kịch bản này là gì, nhưng rõ ràng việc bị tấn công và làm gián đoạn hoạt động cá nhân là thật. Được biết hiện tất cả các luật sư cùng có tài khoản bị đánh sập đã khiếu nại lên Facebook để khôi phục lại tài khoản. Nịnh là một nghệ thuật. Để nịnh một người vừa không lộ liễu vừa khiến người được khen sung sướng là một việc không đơn giản chút nào. Đôi khi người ta còn gặp họa vì chính những lời su nịnh của mình. Một nhà bình luận tại Ả Rập Xê Út đã rơi vào hoàn cảnh đó khi bị quốc vương nước này yêu cầu đình chỉ công việc sau khi ông ta so sánh quốc vương với Chúa Trời. Truyền thông địa phương cho biết quốc vương Ả Rập Xê Út Salman bin Abu Aziz Saud đã lệnh đình chỉ ông Ramadan Al-Mazi sau khi đọc bài bình luận của ông trên báo Al Jazeera, Chúa Trời là những đấng tối cao trong Hồi giáo. Việc gán những phẩm chất thần thánh hoặc đặt tên người theo 99 tên gọi của Chúa Trời được coi là hành động phạm thượng ở Ả Rập Xê Út, nơi tuân thủ tuyệt đối các quy tắc Hồi giáo. Trong một thông điệp gửi tới Bộ trưởng Bộ Thông tin nước này, Quốc vương Salman cho biết ông cảm thấy ngạc nhiên bởi ngôn từ trong bài bình luận bởi nó đã đi quá xa so với thực tế và những quy tắc tôn giáo. Kể từ khi nhậm chức vào năm 2015, Quốc vương Salman đã nhiều lần trở thành đề tài ca tụng của báo chí và truyền thông Ả Rập Xê Út, nhưng có lẽ đây là lần ông mạnh tay nhất đối với những kẻ tán dương mình. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời lượng dành cho tiểu mục chuyện tối nay. 40% gia đình ở các đô thị lớn của Việt Nam hiếm khi có một bữa cơm chung với đầy đủ thành viên và rất nhiều trong số đó thậm chí là không thể có bữa ăn sáng tại nhà. Một trong những nguyên nhân được đưa ra là vì chúng ta có quá nhiều việc phải làm trong một khoảng thời gian ít ỏi của buổi sáng trước khi đến cơ quan. Khảo sát của Công an thành phố Hà Nội cho thấy là hơn 71% người được hỏi đồng ý giải pháp đổi giờ học giờ làm để giảm ùn tắc. Dù có nhiều tranh cãi về mức độ tin cậy của số liệu này, nhưng chúng tôi cho rằng có cơ sở để tin vào con số đó. Thực tế thì rất nhiều nước trên thế giới từ lâu đã áp dụng quy định là giờ làm việc buổi sáng bắt đầu từ lúc 9 giờ. Vậy thì cuộc sống ở đây diễn ra như thế nào? Tình trạng ùn tắc giao thông có nhờ thế mà giảm bớt hay không? Ngày hôm nay thì khách mời Trần Hữu Minh sẽ giúp chúng ta trả lời những câu hỏi này. Và xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Không chỉ là một người có rất nhiều những kiến thức và kinh nghiệm về giao thông khi đang đảm nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mà quan trọng hơn là ông Minh và gia đình đã từng có 10 năm sinh sống ở tại Anh. Trước hết thì ông có thể chia sẻ là hoàn cảnh cũng như là nguyên nhân vì sao mà gia đình mình lại chuyển đến Anh để sinh sống và sinh sống ở tại vùng nào trong khoảng thời gian bao lâu? Tôi trước khi sang Anh thì tôi là giảng viên của trường Đại học Giao thông Vận tải. Thế và khi năm 2013 khi mà tôi sang đó nghiên cứu thì tôi sống ở tại thành phố Leeds. Thế sau khi tôi sang một thời gian thì cả gia đình cũng sang cùng để ở đấy. Thế và sau khi tôi học tập khoảng 4 năm ở Leeds thì tôi dành thêm 6 năm nữa cùng với gia đình sống và làm việc tại Manchester. Và đến năm 2013 thì tôi kết thúc cái thời gian làm việc ở đó và quay trở về Việt Nam. Vậy thì như vậy là cả gia đình mình, cả vợ và con của ông cũng đều đi sang bên đó và sinh sống ở tại Anh đúng không ạ? Vậy thì trong khoảng thời gian mà cả gia đình mình mới chuyển sang bên đó sinh sống và làm việc thì liệu rằng sinh hoạt của gia đình có bị xáo trộn nhiều hay không? Thực ra thì nếu như nói về mặt xáo trộn thì cũng có những cái thay đổi. Tuy nhiên đấy là nó có hai cái vấn đề mà hỗ trợ tôi, cái gia đình tôi rất tốt trong quá trình mà học tập và làm việc ở đó. Thứ nhất ấy là cái thị trường nhà ở là rất phong phú và đa dạng, thế nên là cung cấp cho một cư dân nào đến đấy thì đều có cái lựa chọn rất là phù hợp so với cái điều kiện của mình. Thứ hai là đặc biệt trong quá trình làm việc ấy, thì cái mức thu nhập ấy
hoàn toàn có thể đủ để cho bạn có thể trang trải, chi trả các cái nhu cầu trong cuộc sống một cách rất là thoải mái. Thế nên cái điều đó giúp cho chúng tôi hòa nhập vào cái xã hội đó một cách rất là nhanh chóng và không gặp phải những cái vấn đề lớn. Và không phải kêu ca nhiều về việc là lương không đủ sống, đúng không ạ? Hay là khó khăn để có tìm được một chỗ ở ổn định. Xin được hỏi ông là khi mà gia đình chuyển sang đó, tôi được biết rằng là ở tại Anh thì giờ làm việc của công sở cũng như là giờ bắt đầu vào học của các em học sinh là bắt đầu vào 9 giờ sáng. Vậy thì tôi băn khoăn không biết là khoảng thời gian buổi sáng của gia đình mình diễn ra như thế nào. Có lẽ là sẽ không cập dập như là ở tại Hà Nội, khi ở tại Việt Nam khi mà giờ đến công sở và giờ đi học đều rất là sớm. Cái thời gian mà các cháu bắt đầu học ấy, thì thông thường là sớm hơn thời gian bắt đầu làm việc một chút để tạo điều kiện cho phụ huynh, các bậc cha mẹ có thể đưa đón con cái đến trường, thì sau đó thì bắt đầu chuyến đi để đến nơi làm việc. Thì ở đây là có một cái sự khác biệt mà tôi cho rằng tương đối lớn. Đấy là việc là mặc dù là các cái cơ quan nói chung thì họ đều có một cái khung thời gian nhất định tương đối ổn định cho việc bắt đầu thời gian làm việc. Chẳng hạn như là 8 rưỡi hoặc là 9 giờ, 8 rưỡi với một số trường học và 9 giờ đối với cả công sở. Thế nhưng mà cái quy định để cho cán bộ công nhân viên có thể thực hiện bắt đầu cái ngày làm việc một cách linh hoạt ấy, thì lại rất là dễ. Đấy, thế nên là mặc dù cái công sở, cái cơ quan ấy bắt đầu là 9 giờ, nhưng có thể chỉ 50% nhân viên là bắt đầu vào lúc 9 giờ đấy. Thế còn lại 50% ấy là có thể bắt đầu trước hoặc là sau. Và về nguyên tắc chung thì những người bắt đầu trước thì kết thúc trước. Thế còn những người bắt đầu sau thì sẽ kết thúc sau. Thế và cái khoảng thời gian giữa lúc mà các cháu bắt đầu học cho đến cái quãng thời gian mà bắt đầu các bậc cha mẹ bắt đầu làm việc ấy, là được tính toán dựa vào cái cự ly đi lại từ cái chuyến đi trung bình là mất bao thời gian để làm sao đảm bảo cho cha mẹ có thể đến cái công sở một cái thời gian phù hợp nhất. Vâng, như vậy là không phải là nhân viên công sở nào cũng đều bắt đầu công việc vào lúc 9 giờ sáng mà đúng có ạ. Sự thay đổi linh hoạt đúng không ạ? Vậy thì xin được hỏi là khoảng thời gian buổi sáng trong gia đình mình thì có diễn ra cập dập hay không? Hay là khi mà bắt đầu giờ làm việc muộn như vậy thì mọi người đều có thời gian để ăn bữa sáng, bữa quan trọng nhất trong ngày? Tôi thấy rằng là nếu như nói về cái khối lượng công việc ở trong một gia đình thì tôi tin rằng là dù là một gia đình Việt Nam hay là một gia đình Anh Quốc ấy, thì vào cái buổi sáng họ đều có cái khối lượng công việc giống như nhau thôi. Tức là đối với bọn trẻ khi mà bắt đầu tỉnh dậy thì phải làm vệ sinh cá nhân, phải chuẩn bị quần áo, phải ăn sáng rồi vân vân vân. Thế thì ở đây cũng có một cái sự khác biệt nhất định. Ví dụ như là cái tỷ lệ mà những người ăn sáng ở nhà ấy, là tôi thấy là cao hơn. Tức là họ có thể có cái thời gian để chuẩn bị bữa ăn sáng ở nhà, thế sau đó ấy là đến trường. Thế còn tiếp nữa là có một cái khác biệt ở đây là tôi thấy rằng ấy là cái mật độ trường ấy là tương đối dày. Thế nên là cái khoảng cách từ nhà cho đến trường ấy là đi lại thuận tiện hơn. Và trong trường hợp của tôi ấy là các cháu thậm chí là có thể đi bộ đến trường với khoảng cách chỉ khoảng 200-300 mét thôi. Thế và cái đó không mất nhiều thời gian. Vâng, như vậy là bắt đầu giờ làm việc, giờ đi học mà muộn hơn như vậy thì buổi sáng tất cả các thành viên đều có nhiều thời gian hơn để ăn một bữa sáng tại nhà tốt cho sức khỏe hơn, có thời gian thư thả để tới công sở, tới trường học. Điều này thì tốt cho các thành viên, nhưng mà về phía các công ty thì sao? Bởi vì tôi được biết rằng là mặc dù bắt đầu giờ làm việc vào 9 giờ sáng, tức là muộn hơn khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi so với giờ làm việc ở tại các công sở ở tại Việt Nam. Nhưng mà giờ kết thúc làm việc ở công sở thì cũng thường là 5 giờ. Vậy thì khoảng thời gian ở tại công sở sẽ bị co ngắn lại. Và với một khối lượng công việc lớn như vậy thì tôi e rằng là mọi người sẽ không thể hoàn thành được công việc. Tôi đồng ý là có cái sự khác biệt. Và tôi cho rằng là cái sự khác biệt quan trọng nhất, cơ bản nhất là sự khác biệt về văn hóa. Nếu như chúng ta thấy rằng là ở tại các cái quốc gia, chẳng hạn như châu Âu rồi, thì họ thông thường quản lý công việc dựa trên cái kết quả cuối cùng. Thế nên là dù có anh bắt đầu sớm, bắt đầu muộn, nếu như anh làm xong cái công việc đó trong một cái khoảng thời gian nhất định phù hợp với cái yêu cầu của người quản lý thì tất cả những cái vấn đề đó là ok, không vấn đề gì cả. Nhưng ở châu Á thì có xu hướng ấy là chúng ta đặt quan trọng hơn những cái vấn đề về cái sự trung thành, về cái sự tận tâm của nhân viên với công ty. Thế nên là tại châu Á thì thông thường ấy là nhân viên chỉ rời văn phòng công sở khi mà cái người lãnh đạo của mình rời khỏi văn phòng thôi. Trong khi tại châu Âu thì anh có khi kết thúc công việc anh hoàn toàn có thể về trước, không có vấn đề gì cả. Thì tất nhiên đây là mỗi cái mô hình đều có ưu nhược điểm. Không thể nói là cái mô hình này là dở hay là hoàn hảo cả. Tuy nhiên ấy, tôi cho rằng ấy là cái sự khác biệt ấy, bắt đầu có cái sự bắt đầu từ văn hóa. Thế vào đây như chúng tôi thì chúng tôi bắt đầu cái thời gian làm việc từ khoảng 9 giờ. Thế và sau đó thì có khoảng nửa tiếng để ăn trưa. Thế sau đó thì lại quay lại làm việc.
và bắt đầu từ 9 giờ đến kết thúc 5 giờ. Thế còn ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta bắt đầu sớm hơn. Thế và cái khoảng thời gian nghỉ trưa ấy là dài hơn. Thế và chúng ta cũng kết thúc tầm 5 giờ như vậy. Thì ở đây là cái quãng thời gian nghỉ trưa ấy thì tôi cho rằng là cũng rất khó để nói là nửa tiếng là tốt hay là 2 tiếng là tốt, bởi vì là cũng có rất nhiều quốc gia là họ cũng là quốc gia phát triển, chẳng hạn như Pháp, như Italia ấy, thì cái quãng thời gian nghỉ trưa ấy cũng rất là lớn, có thể từ khoảng 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng, đủ để cho người lao động có thể có một cái bữa trưa tương đối thịnh soạn và thậm chí uống một cốc bia, thế sau đó họ quay lại làm việc. Tuy nhiên là cái tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là vấn đề chúng ta quản lý được cái hiệu quả công việc. Chính xác, đúng không? Kết quả mới là điều quan trọng nhất. Xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, người ta thường bảo làm việc tại các nước phát triển hay là tại các công ty nước ngoài được đặt ở tại Việt Nam thường rất căng thẳng, bởi làm việc muộn hơn đồng nghĩa với khối lượng công việc phải xử lý trong khoảng thời gian 8 tiếng đồng hồ sẽ nhiều hơn, trong khi thời gian nghỉ trưa thì lại rất ít. Tuy nhiên, thông tin sau đây của chúng tôi sẽ thay đổi suy nghĩ đó của rất nhiều người. Chuyên gia nghiên cứu về giấc ngủ, giáo sư Paul Kelly thuộc Đại học Oxford, Anh cho biết, nhân viên nên bắt đầu làm việc vào lúc 10 giờ sáng vì xã hội của chúng ta đang thiếu ngủ trầm trọng. Thế nên việc ép nhân viên làm việc trước 10 giờ sáng chẳng khác gì là tra tấn họ, khiến họ trở nên ốm yếu, mệt mỏi và căng thẳng. Các thí nghiệm trong nghiên cứu về nhịp sinh học của giáo sư Kelly cũng cho thấy rằng một đứa trẻ ở độ tuổi trung bình là 10 sẽ không thể tập trung trọn vẹn trước 8 giờ 30 phút sáng. Người từ 16 tuổi trở lên thì nên bắt đầu học vào lúc 10 giờ sáng. Ngủ quá ít hoặc giấc ngủ bị gián đoạn sẽ khiến tinh thần không được thoải mái, gây ra căng thẳng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm trạng và hiệu suất làm việc. Vị giáo sư này cũng gợi ý việc bắt đầu giờ học, giờ làm muộn sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho cả học sinh, sinh viên, lẫn người lao động trưởng thành. Còn theo các chuyên gia về giấc ngủ của trường đại học The Rice State, Mỹ, việc dậy sớm và phải đến công sở trước 9 giờ sáng là một sự tra tấn đối với sức khỏe, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim, béo phì và ung thư. Nghiên cứu này khẳng định thiếu ngủ gây tổn hại đến thần kinh là nguyên nhân của 10% số vụ tai nạn ô tô chết người. Do đó, giờ làm việc được khuyến nghị nên bắt đầu từ 10 giờ sáng. Tuy nhiên, để giải quyết tình trạng thiếu ngủ phổ biến hiện nay của cư dân đô thị không dễ, vì đó là một vấn đề của toàn xã hội và cũng khó để một cơ quan, đơn vị nào đó bắt đầu giờ làm việc vào lúc 10 giờ sáng. Bởi thế, giải pháp duy nhất hiện nay là tắt tất cả các thiết bị phát sáng vào buổi tối như smartphone, máy tính và lên giường sớm hơn một tiếng so với trước đây để có thể dậy sớm vào ngày hôm sau. Vâng, thưa anh, với thời gian làm việc và học tập mà lùi lại một tiếng thì anh cảm thấy rằng là sức khỏe cũng như hiệu quả làm việc của anh và gia đình mình thế nào, có khác nhiều không ạ? Tôi cho rằng là con người sẽ phải thích nghi với cái điều kiện cụ thể. Tất nhiên là khi mà chúng ta lùi lại thì hay sớm lên ấy, là cái yếu tố quan trọng nhất là phụ thuộc vào cái điều kiện, đặc biệt là điều kiện về địa lý, về thời tiết. Tại sao họ làm việc muộn hơn? Bởi vì là cái điều kiện thời tiết của họ rất là lạnh, hay thì và bầu trời bắt đầu buổi sáng rất là muộn, thế nên là họ làm việc muộn hơn, trong khi chúng ta ấy thì có thể sớm hơn, thì đấy là cái lý do. Vâng. Thế còn về vấn đề giao thông thì sao ạ? Đây cũng là biệt, tức là về cái mức độ ùn tắc giao thông ấy, thì tôi thấy rằng ấy là như tôi sống tại Manchester là một trong những thành phố mà bị ùn tắc nhiều ấy, thì tôi cũng không phải chịu cái sức ép về ùn tắc giao thông lớn như tại Hà Nội hiện nay. Thế và thứ hai là tôi có nhiều lựa chọn hơn trong đi lại. Hay chẳng hạn ngoài việc là đi xe ô tô cá nhân, có thể đi xe buýt rất là thoải mái. Ngoài ra có thể đi bộ hoặc thậm chí là đi đạp xe đạp, đi cơ quan mà không gặp một cái vấn đề gì trở ngại. Trong khi ở đây chúng ta thì kể cả đi bộ và đi xe đạp thì đang gặp rất nhiều khó khăn. Vâng, thưa ông Hữu Minh, là sau 10 năm đã quen với giờ giấc làm việc ở tại Anh, tức là làm việc muộn, thì khi quay trở về Việt Nam vào năm 2013 đúng không? Phải bắt đầu làm việc vào lúc 8 giờ sáng, sớm hơn như vậy thì gia đình ông có gặp nhiều bỡ ngỡ, nhiều xáo trộn hay không? Tôi gặp phải những cái vấn đề mà tôi vừa nêu. Thứ nhất là gặp cái vấn đề về làm sao phải đi sớm hơn để tránh ùn tắc giao thông. Thứ hai là chỉ có một cái lựa chọn phương tiện duy nhất để có thể thực hiện chuyến đi, đó là phương tiện cơ giới cá nhân. Thế còn thực ra chúng tôi rất muốn đi bằng phương thức đi bộ và đi xe đạp để đến trường, cho các cháu đến trường, nhưng mà hiện nay thì đang chưa khả thi. Từ kinh nghiệm bản thân thì ông nghĩ sao nếu mà Hà Nội cũng định là lùi giờ học, giờ làm muộn giống như các nước phát triển? Cái phương án chi tiết tôi cho rằng cần phải được khảo sát để làm sao phù hợp với cái điều kiện của người dân, lấy các cái điều tra xã hội học, thế và cái điều kiện về mặt thời tiết, về khí hậu. Tuy nhiên là cái đấy là một hướng hoàn toàn khả thi, và để làm cho hiệu quả thì tôi cho rằng là ngoài cái việc xác định những cái khung thời gian
thì nên cho doanh nghiệp một cái quyền chủ động để họ có thể quyết định cái mức đó cho cán bộ nhân viên. Ngoài ra ví dụ như là các cái giải pháp hỗ trợ khác, chẳng hạn như là các trường học có thể tổ chức các cái cơ sở hạ tầng để làm sao có thể đón các cháu sớm hơn và giữ các cháu muộn hơn. Thế hoặc là các cái phương án tổ chức giao thông, đặc biệt là giao thông đi bộ và xe đạp để cho các cháu học sinh là có thể tự đi đến trường được, cũng sẽ góp phần giảm tải cái mức độ ùn tắc giao thông. Thế ngoài ra là các cái quy định về mặt pháp luật để làm sao vừa khuyến khích vừa bảo hộ người lao động trong trường hợp người ta muốn làm việc linh hoạt. Vâng. Thì đấy là những căn cứ rất là quan trọng. Thế hoặc là các công cụ kinh tế để cho ví dụ như là đi lại vào giờ cao điểm thì đắt hơn giờ bình thường, thì cũng là cũng giải pháp để hỗ trợ cho cái chính sách đó thực hiện thành công. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được nếu mà chúng ta có một kế hoạch đồng bộ và một kế hoạch khoa học hợp lý. Xin cảm ơn ông Hữu Minh vì đã tới với trường quay của Chào Buổi Tối với những chia sẻ rất là phân tích rất là thú vị. Và thưa quý vị, chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.